Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đến với bản tin mới nhất ngày hôm nay. Vậy là buổi lễ 100 ngày của cô ca sĩ Phi Nhung ở bên Mỹ đã được diễn ra vào buổi sáng nay, là ngày mùng 3 tháng 1 năm 2022 và đã được tổ chức trước 3 ngày. Và tiếp theo là ở Việt Nam sẽ được diễn ra vào ngày mùng 5 tháng 1 và em sẽ tiếp tục livestream phát trực tiếp trên kênh YouTube của em, thì kính mong tất cả quý vị và các bạn sẽ cùng theo dõi. Và hôm nay thì buổi lễ 100 ngày bên Mỹ đã được diễn ra. Và như tất cả chúng ta cũng đã biết thì ca sĩ Mạnh Quỳnh đã không xuất hiện trong buổi lễ 100 ngày này. Đó là một điều mà chắc hẳn quý vị và các bạn cũng đã biết, cũng như em đã thông tin ở những video trước đây, là Mạnh Quỳnh đã không thể đến dự buổi lễ 100 ngày, cũng như trong buổi lễ 49 ngày đã xảy ra trước đây. Và tất cả đều do ông trời đã sắp đặt và tiếp tục lại ngăn cách một cặp đôi Phi Nhung Mạnh Quỳnh. Và tuy là ca sĩ Phi Nhung đã ra đi mãi mãi và bỏ lại một mình ca sĩ Mạnh Quỳnh ở lại, nhưng đến buổi lễ 49 ngày và tiếp theo là 100 ngày thì Mạnh Quỳnh cũng không thể nào đến để thắp nhang trong đúng cái buổi lễ cúng thất này, mà phải sau đó thì Mạnh Quỳnh mới có thể đến để có thể thắp nhang vào những cái thời gian sau. Bởi vì như tất cả chúng ta cũng đã nghe được thông tin là ca sĩ Mạnh Quỳnh đã thông báo là hiện tại đang có mưa tuyết cũng như nhiệt độ rất thấp và không thể nào mà có những chuyến bay bay qua Cali để đến với cái buổi lễ 100 ngày của Phi Nhung. Và hôm nay thì Cherry Phương Trinh cũng là một người MC dẫn chương trình để có thể là dẫn chương trình trong cái buổi lễ 100 ngày này. Và Cherry cũng có chia sẻ là buổi lễ 100 ngày tưởng nhớ Phi Nhung sáng nay đã diễn ra không khí thân mật và ấm cúng, nhưng không thiếu phần nghiêm trang. Và hôm nay Cherry phải làm MC bất đắc dĩ cho chương trình nên không có thời gian chụp nhiều hình. Và các bạn có thể xem livestream toàn bộ buổi lễ tại kênh YouTube của Wendy tại link bên dưới đó. Và xin thay mặt cho Wendy và gia đình chân thành cảm ơn các anh chị em nghệ sĩ và những người mến mộ Phi Nhung đã đến và thắp nhang cho Phi Nhung. Và vì hôm nay vẫn là ngày cuối tuần của tuần lễ New Year nên nhiều anh chị em nghệ sĩ còn kẹt đi hát show ở xa và nhưng cũng đã nhắn tin nhờ Cherry thắp nhùm nén hương. Con xin đặc biệt cảm ơn thầy Giác Châu và các sư thầy tại tịnh xá Giác An đã lo cho buổi nghỉ lễ hôm nay thật chu đáo. Và cũng không quên cảm ơn đến những mạnh thường quân cũng như các khán giả đã gửi tiền nhờ Cherry bỏ vào thùng quỹ xây trường Việt ngữ của Phi Nhung. Và theo lời thầy Giác Châu thì tổng số tiền đóng góp hiện nay đã lên đến 300.000 USD và công trình sẽ bắt đầu khởi công khi số tiền lên đến 350.000. Và chùa vẫn còn tiếp tục nhận quyên góp nên quý vị nào có lòng hảo tâm xin viết chi phiếu gửi về tịnh xá Giác An. Đó là những thông tin mà Cherry Phương Trinh đã thông báo là trong cái buổi lễ 100 ngày đã được diễn ra. Và cũng nhiều quý vị khán giả cũng đã có những lời bình luận là ở hiền gặp lành, Phi Nhung và Wendy có được gia đình Phương Trinh thật là một niềm hạnh phúc, xem mà không thể cầm lòng được khi nghe những lời chia sẻ đầy xúc động của bà ngoại Cherry Phương Trinh. Và cũng trong cái buổi lễ 100 ngày này thì bà ngoại của Cherry Phương Trinh cũng đã chia sẻ về việc là nhận Phi Nhung làm con nuôi. Đó thì rất chắc chắn rằng khi mọi người xem trực tiếp cái video của Wendy cũng sẽ rơi nước mắt, rất cảm động trước những lời chia sẻ của người bà ngoại. Và có lẽ hôm nay người buồn nhất sẽ không phải là Wendy hay là Cherry Phương Trinh, mà người buồn nhất và cảm thấy có lỗi nhất có lẽ là ca sĩ Mạnh Quỳnh. Bởi vì lễ 49 ngày thì anh đã tự hứa với lòng mình là hôm nay là sẽ không đến được vì lỡ chuyến bay trong những giờ chót nên là không thể nào kịp bay qua Cali để tưởng nhớ Phi Nhung trong buổi lễ 49 ngày. Và anh đã hứa với lòng là sẽ đến trong dịp 100 ngày của Phi Nhung để thắp cho Nhung một nén nhang và đã chuẩn bị thật chu đáo với những ca khúc mà anh tự sáng tác để có thể hát tri ân người bạn tình tri kỷ của mình, cũng như một lời cảm ơn đến quý vị khán giả đã yêu thương cặp đôi Phi Nhung Mạnh Quỳnh trong suốt thời gian qua. Nhưng hôm nay thì anh lại phải theo dõi qua livestream của chính con gái ruột của người bạn tình tri kỷ của mình mà anh lại không thể nào đến đây để thắp một nén nhang cho người bạn tình tri kỷ của mình. Có lẽ rằng những ai trong những hoàn cảnh đó mới có thể thấu hiểu được nỗi lòng khi hai người đã song ca cũng như đã cùng hợp tác với nhau tận hơn 20 năm. Đến khi mà Phi Nhung qua đời thì trong những buổi lễ 49 ngày hay 100 ngày thì đều ông trời ngăn cách và không tạo cơ hội để cho hai người có thể gặp nhau và có thể trò chuyện trong cái buổi lễ 100 ngày này. Nên là Mạnh Quỳnh chắc chắn sẽ rất đau đớn cũng như là rất buồn khi xem livestream thông qua là Wendy Phạm
đã quay trong cái buổi lễ 100 ngày này, và anh không thể nào đến đây để thổ lộ tấm lòng cũng như là để cho Phi Nhung được vui. Và chắc chắn rằng Phi Nhung ở trên trời cao sẽ hiểu được nỗi lòng của Mạnh Quỳnh, không phải vì anh không muốn đến đâu, mà vì thời tiết không cho phép, vì ông trời đã sắp đặt cho hai người không thể đến được với nhau, kể cả lúc sinh thời. Và đến khi ca sĩ Phi Nhung đã ra đi thì Mạnh Quỳnh cũng không thể nào đến trong cái dịp lễ chính thức 100 ngày của Phi Nhung. Chúng ta có thể thấy rằng là rất là buồn cho Phi Nhung mà Mạnh Quỳnh, một cặp đôi trời sinh mà hiện nay Phi Nhung đã ra đi thì cũng không ai có thể thay thế vào vị trí đó được. Và cũng có nhiều quý vị khán giả đã comment là em canh 12 giờ đêm ở Việt Nam để coi, mà em coi nước mắt tràn trề, nhất là nhúc là lúc chị vuốt ve động viên Wendy, thương nhớ vô cùng, em khóc suốt luôn. Và chúc chị và gia đình thật nhiều sức khỏe, bình an và mãi là chỗ dựa vững chắc cho gia đình bé Wendy Phạm. Và nhiều người cũng đã gửi những lời cảm ơn, những lời chúc buổi lễ 100 ngày của ca sĩ Phi Nhung ở thị xã Giác An rất nghiêm, rất là trang nghiêm và ấm áp, nghĩa tình. Người hâm mộ ở Việt Nam thức trắng đêm để theo dõi, cầu nguyện cho Phi Nhung và cảm ơn Cherry Nguyễn, mẹ của Cherry và gia đình Wendy Phạm và người ba tuyệt vời của Wendy. Cảm ơn các sư thầy tịnh xá Giác An, cảm ơn các anh chị em nghệ sĩ đã dành tình yêu thương đặc biệt tưởng nhớ Phi Nhung để người hâm mộ được an ủi, sẻ chia, mãi yêu Phi Nhung. Đây là những chia sẻ của những người ở Việt Nam, tuy là không thể đến trực tiếp để tham dự trong cái buổi lễ 100 ngày của ca sĩ Phi Nhung ở bên Mỹ, nhưng cũng thức cả đêm để theo dõi cái buổi livestream, cũng đã rơi nước mắt khi chứng kiến người bà ngoại của Jenny Phương Trinh cũng như là Wendy khi mà đứng trên sân khấu để chia sẻ về những kỷ niệm trước đây cùng ca sĩ Phi Nhung. Và chỉ còn 3 ngày nữa thôi thì sẽ 2 ngày nữa thôi, hôm nay là mùng 3 rồi, là ngày mùng 5 tháng 1 sẽ chính thức diễn ra buổi lễ 100 ngày tại nhà của cố ca sĩ Phi Nhung là quận Bình Thạnh, nên là em sẽ đến tận nơi để có thể trực tiếp cũng như quay phim cho tất cả mọi người xem. Và đặc biệt là những ai ở xa thì có thể nhắn tin bên dưới cái video này để em có thể thay lời mọi người thắp một nén nhang cho cố ca sĩ Phi Nhung, cho những người luôn hâm mộ và yêu mến cố ca sĩ Phi Nhung mà ở rất là xa không thể đến trong cái buổi lễ cúng 100 ngày được. Nên là em hiện tại thì cũng đang trông mong đến cái buổi lễ 100 ngày này. Và ngày mai thì em sẽ đến quán cơm chay ở phường Tân Định, quận 1 để có thể đặt áo với lại là khẩu trang. Và chắc chắn rằng sẽ đến trong cái buổi lễ 100 ngày để quay chi tiết cho tất cả mọi người xem, mọi người đến để cúng cũng như là thắp một nén nhang cầu siêu cho cô ca sĩ Phi Nhung, một người đã ra đi nhưng hàng triệu trái tim hiện tại vẫn dõi theo và luôn yêu mến cô ca sĩ Phi Nhung. Một hình tượng chúng ta có thể thấy rằng ít một ca sĩ nào có thể giành được tình cảm từ quý vị khán giả như vậy ngoài ca sĩ Phi Nhung. Tuy đã ra đi nhưng hàng triệu con tim vẫn yêu mến, vẫn thổn thức, vẫn ngóng trông theo từng dịp lễ cúng thất tuần. Đây là một niềm an ủi rất lớn đối với gia đình và con gái ruột của cô ca sĩ Phi Nhung là Wendy, khi có rất nhiều quý vị khán giả fan hâm mộ vẫn luôn dõi theo và ủng hộ. Ngoài ra vẫn có một quý vị khán giả ở ngoài Hà Nội cũng đã sáng tác một ca khúc để dành riêng cho cô ca sĩ Phi Nhung, thì kính mong tất cả quý vị và các bạn sẽ cùng nghe. Mến chào cả nhà yêu. Ca sĩ Phi Nhung đã rời xa cõi tạm về nơi cõi tiên, để lại tiếc thương cho bao triệu trái tim hâm mộ yêu mến giọng ca bông điên điển. Một nghệ sĩ xinh đẹp, tài ba duyên dáng, với tiếng hát ngọt ngào ấm áp truyền cảm, với tấm lòng nhân hậu bao la, đã không tiếc tuổi xuân, dang rộng vòng tay ôm từng đứa trẻ lạc lõng giữa dòng đời. Ca sĩ đã như một vì sao sáng mãi trên bầu trời, như ánh bình minh sưởi ấm tâm hồn cho người hâm mộ, cho đàn con thơ. Hà Hải rất hâm mộ ca sĩ Phi Nhung. Hà Hải không biết hát, nhưng Hà Hải có làm một bài hát để viết về ca sĩ Phi Nhung. Xin kính mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe. Hà Hải hát không hay, nhưng cũng rất mong quý vị thông cảm ạ. Bao năm suối ngược hồng chân, dối buồn gợi lại muôn vàng nhớ thương.
Nhung về cực lạc Tây Phương, lời ca nắng đồng lưu truyền mãi sau. Nhung về miền Tây Phương, theo tiếng chuông vang dòng ngân xa, trầm hương khói bay la đà, nâng nâng hồn nhung về tiên giới. Nay nhung về nơi cõi tiên, để tiếc thương muôn chiều tìm yêu, tiếng ca ngọt ngào đậm tình quê hương, mãi không phải mờ xưa nơi trần gian. Giữa biển trăng mênh mông, nhung đã chứa trong tim, ôi trái tim nhân hậu đong đầy tình thương. Ôi ôi tấm gương rực sáng trần gian, đem sức mình chờ che bao người, không tiếc gì tuổi xuân má hồng. Thấm thoát trôi nhanh trên cõi trần, mùa xuân năm mốt trôi qua, nhung về Tây Phương, pháp danh tịnh bình đong đầy từ bi, lánh xa cõi trần, nhung chờ về nơi cực lạc nơi cõi tiền. Nhung ơi, nàng đã chọn kiếp cầm ca trong vô thường cát bụi, đã nén đau thương để vượt lên như ánh bình minh chiếu rọi tới chân trời. Một cuộc sống đơn sơ nhưng cao cả vô bờ, làng đã vòng vòng tay ôm từng con trẻ, lạc lõng giữa dòng đời không cha mẹ nâng niu, che chở cho con mỗi sớm khi chiều, nuôi nắng đàn con thơ không một dòng sữa mẹ sưởi ấm tình thương, ngắt lòng cho con trẻ được cuộc sống yên vui, luôn có mẹ bên mình.